Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trưa trên kênh VTV1. Sau một năm 2018 thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam mà đỉnh cao là chức vô địch của AFF Suzuki Cup 2018, phía trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là một thử thách ở đấu trường châu lục. Trong lần thứ hai được góp mặt tại một vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đang tỏ ra rất quyết tâm và tập trung. Sau khi chia tay ba cầu thủ là Anh Đức, Văn Quyết và Đình Trọng vì những lý do khác nhau, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thêm 6 gương mặt mới gồm Minh Vương, Thanh Hậu, Thanh Bình, Hoàng Đức, Tùng Quốc và Thành Trung. Buổi tập đầu tiên chỉ vắng Trọng Hoàng bận việc riêng. Ngoài ra, trung vệ Quế Ngọc Hải không tham gia các bài tập cùng đồng đội mà đi bộ thả lỏng một mình quanh sân. Anh cũng chính là người được chỉ định trả lời phỏng vấn. Ba ngày vừa rồi cũng là khoảng thời gian quý giá để chúng em có được thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Và cộng thêm nữa là chức vô địch tại AFF vừa rồi cũng khiến anh em khá là vui vẻ và hưng phấn khi trở lại chuẩn bị cho Asian Cup sắp tới. Đầu tiên là chúng em sẽ trong quá trình tập luyện và tập huấn thì chúng em sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ thật tốt, và đầu tiên là chúng em hướng tới việc bước vào giải thì chúng em hướng tới việc sẽ vượt qua vòng bảng ở Asian Cup sắp tới. Sau khi trợ lý Beji Won chia tay đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý có vẻ như vất vả hơn trong việc làm thay cả công việc của một huấn luyện viên thể lực. Ngày 25 tháng 12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở sân Mỹ Đình. Trong bóng đá, đặc biệt là ở những giải đấu lớn như Asian Cup 2019, thể lực luôn là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của một đội bóng. Chính vì vậy, sau khi chia tay trợ lý Beji Won, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gấp rút tìm kiếm một vị huấn luyện viên thể lực mới cho đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết họ đang đàm phán để ký hợp đồng với huấn luyện viên thể lực Willander Fonseca. Được biết, vị huấn luyện viên thể lực người Brazil này đã từng làm việc nhiều năm ở Đông Nam Á, trong đó có câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan và đội tuyển quốc gia Campuchia. Với những sự hiểu biết nhất định về thể hình cũng như thể trạng của các cầu thủ Đông Nam Á, hy vọng ông sẽ giúp cho các cầu thủ Việt Nam có được những bước tiến mới về mặt thể lực nếu ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm được tiếng nói chung trong việc thương thảo hợp đồng. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2018 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giành danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải vẫn đang diễn ra rất hấp dẫn. Giải thưởng này sẽ được quyết định bởi những lựa chọn từ phía người hâm mộ. Pha lập công của tiền vệ Phan Văn Đức trong trận thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2018 đang đứng thứ hai trong cuộc đua tới danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải. Bàn thắng của Phan Văn Đức nhận được rất nhiều phiếu bầu trên trang chủ của AFF Cup ngay sau khi ban tổ chức mở cuộc bình chọn từ ngày 17 tháng 12. Pha ghi bàn của Phan Văn Đức là sự kết hợp giữa khả năng xử lý bóng tinh tế và kỹ năng dứt điểm chuẩn xác của tiền vệ khoác áo số 20 của đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách 8 pha lập công được đề cử cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải, đội tuyển Việt Nam còn có một đề cử khác là bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Anh Đức trong trận chung kết lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hiện tại, dẫn đầu trên bảng xếp hạng là pha lập công của Zufiandi ở đội tuyển Indonesia trong trận đấu với Thái Lan. Phan Văn Đức, một trong hai tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách bàn thắng đẹp nhất của AFF Suzuki Cup 2018, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và nhắc tới Nghệ An là nhắc tới một địa phương rất phát triển về bóng đá. Tuy nhiên, những ngày này có một giải đấu khác cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thể thao nơi đây, đó là giải quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam, Vietnam Master 2018. Sau ngày thi đấu hôm qua, giải đã xác định được những cặp đấu tại bán kết. Ở nội dung đơn nam, không có bất ngờ xảy ra khi hạt giống số 5 của giải là Nguyễn Văn Phương đã dễ dàng vượt qua người đồng đội Huỳnh Minh Thịnh sau hai set đấu. Còn hạt giống số 1 đồng thời là đương kim á quân của giải Trịnh Linh Giang cũng không gặp quá nhiều khó khăn để giành thắng lợi 6-1 và 6-3 trước Nguyễn Đắc Tiến.